Luận Đại Trí Độ, quyển 69. Phẩm thứ 47 tiếp theo, lưỡng bất hòa hợp. Tiếp theo, kinh: Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có tín tâm, có giới hạnh, muốn thọ trì biên chép dẫn đến tránh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp chẳng có san tham, thường hay bố thí, mà người nghe pháp lại san tham, chẳng muốn bố thí, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người nghe pháp muốn cúng dường tứ sự cho người thuyết pháp, mà người thuyết pháp chẳng muốn thọ nhận, hoặc ngược lại, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp liễu đạt thâm lý, mà người nghe pháp lại ám độn, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp liễu nghĩa thứ lớp 12 bộ kinh, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp thành tựu sáu pháp ba la mật, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp có đầy đủ các lực phương tiện ở nơi sáu pháp ba la mật, mà người nghe pháp chẳng như vậy, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp đã đắc Đà La Ni, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn biên chép dẫn đến tránh ức niệm bát nhã ba la mật, mà người nghe pháp chẳng muốn như vậy, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp đi tham dục sân nhuế ngủ nghỉ trạo cử nghi hối, mà người nghe pháp chẳng như vậy, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép dẫn đến tránh ức niệm bát nhã ba la mật, mà có người đến nói rằng thọ thân trong ba đường ác là khổ, vì sao ở đời nay người chẳng tu dứt khổ nhập niết bàn mà lại cầu vô thượng Bồ Đề làm gì? Như vậy là hai bên chẳng được hòa hợp, khiến việc biên chép dẫn đến tránh ức niệm bát nhã ba la mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi biên chép dẫn đến tránh ức niệm bát nhã ba la mật, mà có người đến nói rằng ở cả ba cõi trời có rất nhiều khoái lạc, ở cõi dục có ngũ dục lạc, ở cõi sắc có thiền định lạc, và ở cõi vô sắc có tịch diệt lạc, vì sao ở đời này ngươi chẳng tu phước để được sanh lên cõi trời mà lại cầu pháp đại thừa làm gì cho khổ? Vì sao ở đời này ngươi chẳng tu để được quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, mà cứ mãi ở trong thế gian, mãi ở trong sanh tử, trải qua nhiều kiếp để cầu vô thượng Bồ Đề làm gì cho khổ? Như vậy là hai bên chẳng được hòa hợp, khiến việc biên chép dẫn đến tránh ức niệm bát nhã ba la mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp một thân chẳng hệ lụy với ai, được tự tại vô ngại, mà người nghe pháp lại có nhiều hệ lụy, rất dìu nhiều người khác, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp bảo người nghe pháp phải thuận theo ý mình mới cho biên chép dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật, mà người nghe pháp chẳng theo, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ nguy nạn mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ nghèo đói mà người nghe pháp chẳng muốn đi, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ giàu sang mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, người thuyết pháp muốn đến xứ hoang vắng có nạn giặc cướp ác thú độc trùng mà người nghe pháp chẳng muốn đi, hoặc ngược lại khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát.
Lại nữa, này Tu Bồ Đà, người thuyết pháp có nhiều thí chủ tới lui thăm viếng, mà người nghe pháp chẳng muốn như vậy, khiến hai bên chẳng được hòa hợp, thì phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Luận hỏi: có người biên chép đọc tụng thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật mà lại phạm giới, như vậy khi người ấy thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật, làm sao có thể tin được, làm sao có thể thọ pháp với người ấy được? Đáp: có người tuy chẳng tin Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, nhưng vì cầu danh mà biên chép độc tụng dẫn đến thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng vì đệ tử của Phật thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, nên dù thấy người biên chép độc tụng dẫn đến thuyết giảng Bát Nhã Ba La Mật có phạm giới chăng nữa, thì vẫn chẳng mất lòng tin nơi thẩm thâm pháp này. Hỏi: vì sao nói đệ tử muốn cúng dường thầy mà thầy chẳng muốn thọ cũng là ma sự? Đáp: đệ tử chẳng muốn cúng dường thầy vì nghĩ rằng nếu thầy thủ chấp vật cúng dường thì chẳng sao xả thân vì đạo được. Tâm niệm của đệ tử đối với thầy như vậy là ma sự. Nhưng có trường hợp đệ tử muốn cúng dường thầy mà thầy chẳng muốn thọ nhận, khiến giữa thầy trò chẳng được hòa hợp cũng là ma sự. Có thể vì thầy thiểu dục tri túc mà chẳng muốn thọ nhận sự cúng dường. Có thể thầy nghĩ rằng thọ nhận sự cúng dường như vậy xem như là mình đã bán pháp cho đệ tử. Có thể thầy nghĩ rằng mình giới đức còn cạn mỏng, chẳng tiêu được tín thí cúng dường, vân vân. Thầy tâm niệm như vậy là rất tốt, nhưng có thể làm cho thầy trò mất sự hòa hợp, gây trở ngại cho việc biên chép Bát Nhã Ba La Mật của người đệ tử. Phải biết đó cũng là ma sự. Trong kinh còn nêu nhiều ma sự khác khiến giữa thầy trò chẳng có sự hòa hợp như sau: thầy đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật nhưng vì độn căn chẳng thể nào giải rõ thâm nghĩa cho đệ tử nghe được. Thầy giải rõ thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật mà đệ tử vì độn căn chẳng sao lãnh hội được. Thầy thử lớp đọc tụng tìm hiểu nghĩa của 12 bộ kinh mà đệ tử chẳng như vậy. Thầy thành tựu 6 pháp Ba La Mật mà nghĩ rằng đệ tử độn căn chẳng sao lãnh hội được. Chẳng biết rằng đệ tử mình sau khi nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi có thể thành tựu được đại sự. Thầy giảng dạy 6 pháp Ba La Mật cho đệ tử mà đệ tử lại nghĩ rằng các pháp ấy quá thập thâm, chẳng sao có thể tu tập được, hoặc nghĩ rằng thầy cũng chỉ nói nhưng chẳng hành được, vân vân. Đệ tử chẳng biết rằng thầy đã có đầy đủ các phương tiện lực Bát Nhã Ba La Mật, đã có được đại lợi ích nơi Bát Nhã Ba La Mật rồi. Đệ tử chỉ muốn thủ chấp các thiện pháp, mà thầy lại chỉ muốn dùng các thiện pháp đó làm phương tiện hành Bát Nhã Ba La Mật. Đệ tử chẳng ưa theo mà chẳng biết rằng thầy tán thán Bát Nhã Ba La Mật như vậy nhằm đoạn chấp cho mình, để dẫn dắt mình cùng hành Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả các trường hợp nêu trên đều làm cho thầy trò chẳng có được sự hòa hợp, khiến việc thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thành tựu được viên mãn. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Hỏi: nếu thầy chưa đắc Đà La Ni trong lúc đệ tử đã đắc Đà La Ni rồi, thì thầy làm sao dạy được đệ tử? Đáp: Đà La Ni có rất nhiều môn, có thể đệ tử đắc một môn Đà La Ni nào đó mà thầy chưa đắc, hoặc ngược lại. Ví như đệ tử được văn trì Đà La Ni mà thầy được giải thâm Đà La Ni, hoặc đệ tử được thật tướng nghĩa Đà La Ni mà chẳng có thứ lớp đọc tụng, hoặc thầy được văn trì Đà La Ni mà đệ tử chẳng có được Đà La Ni nào cả, vân vân. Các sự kiện nêu trên có thể làm cho thầy và trò chẳng có được sự hòa hợp, khiến công việc giáo hóa của thầy gặp trở ngại. Hỏi: vì sao có lúc đệ tử muốn thọ trì Bát Nhã Ba La Mật mà thầy lại chẳng muốn trao pháp? Có lúc thầy muốn trao pháp mà đệ tử lại chẳng muốn thọ nhận? Đáp: có rất nhiều nguyên nhân. Có thể là đệ tử thấy thầy có lỗi nên chẳng muốn thọ pháp. Có thể thầy thấy đệ tử còn nhiều tà kiến nên chưa muốn trao pháp, vân vân. Chỗ hành pháp phải tương ứng với nhau thì giữa người thuyết pháp và người nghe pháp mới có được sự hài hòa an lạc, đem lại nhiều lợi lạc. Nếu trái lại giữa người thuyết pháp và người nghe pháp chẳng có sự hòa hợp, thì sự trao pháp và thọ pháp chẳng sao thành tựu được. Ví như một bên ly dục mà bên kia chẳng muốn ly dục, thì giữa đôi bên sẽ khinh miệt nhau, sẽ đối kỵ nhau, khiến cho sự trao truyền pháp và sự thọ nhận pháp gặp rất nhiều trở ngại. Trong kinh có nêu lên rất nhiều trường hợp giữa thầy và đệ tử chẳng có được sự hòa hợp, như thầy hành pháp tiểu dục tri túc chẳng ưa đệ tử cúng dường nhiều, mà các đệ tử lại muốn được gần gũi thầy, muốn được cúng dường thầy. Do chấp hạnh tiểu dục tri túc mà thầy xa rời các đệ tử mà chẳng nhiếp phục được họ. Thầy thuyết pháp mà muốn các đệ tử theo bên mình, đi đâu cũng muốn các đệ tử đi theo để cúng dường tứ sự, mà đệ tử
lại chỉ muốn được gần thầy cầu pháp học hỏi, chẳng để tâm lo cúng dường cho thầy. Đệ tử muốn theo sát bên thầy để cúng dường, mà thầy chẳng muốn, vì nghĩ rằng để cho đệ tử làm như vậy sẽ bị tổn đức, khiến đệ tử chẳng được an tâm, tự nghĩ rằng thầy khinh mình. Thầy vì lợi dưỡng mà dạy pháp, khiến đệ tử chẳng kính phục thầy, vì cho rằng thầy bán Phật pháp. Đệ tử vì tài lợi, vì danh vọng mà cầu học Bát Nhã Ba La Mật, tâm chẳng được thanh tịnh. Thầy biết rõ như vậy nên chẳng dạy. Thầy muốn đi xa đến một nơi xa, đường xá hiểm trở để thuyết pháp, mà đệ tử vì sợ nguy đến tánh mạng chẳng dám theo thầy. Thầy muốn đến nơi giàu sang xa, mà đệ tử hoặc vì ngại đường xá xa xôi, hoặc chẳng tham đắm cảnh giàu sang vui sướng mà chẳng muốn đi theo thầy. Thầy muốn đi giáo hóa ở một nơi nào đó trong hoặc ngoài nước mà đệ tử chẳng ưa thích, hoặc chẳng tin rằng thật sự chuyến du thuyết ấy có thể đem lại lợi ích mong muốn, hoặc nghĩ rằng thầy vì danh vọng lợi dưỡng mà ra đi nên chẳng muốn đi theo thầy. Thầy muốn đến một nơi đầy gian nguy mà chẳng muốn để cho đệ tử theo, vì tự niệm rằng thân ta dù có chết cũng chẳng sao, chẳng nên để người khác vì theo ta mà phải mắc nạn. Thầy có nhiều tín thí cúng dường nhưng đệ tử lại thiểu dục tri túc, chẳng ưa tín thí cúng dường thầy mình. Đệ tử chỉ muốn cầu pháp, chẳng muốn thầy bỏ nhiều thì giờ tiếp các tín thí đến cúng dường. Mặc dù thầy có nhiều nhân duyên cần phải tiếp các tín thí để tùy phương tiện nói pháp cho họ nghe, nhưng đệ tử chẳng muốn tin lời thầy, vân vân. Tất cả các trường hợp nêu trên đều làm cho thầy trò chẳng có được sự hòa hợp, khiến việc thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thành tựu được viên mãn. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Kinh: lại nữa, này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỳ kheo đến chỗ thiện nam thiện nữ, dùng các phương tiện để phá hoại, chẳng cho thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, ác ma giả đàm tỳ kheo dùng phương tiện gì để phá hoại? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ác ma giả đàm tỳ kheo đến chỗ thiện nam thiện nữ bảo rằng lời kinh do ta nói ra mới là Bát Nhã Ba La Mật, còn kinh ngươi đang thọ trì đọc tụng biên chép đó chẳng phải là Bát Nhã Ba La Mật. Nghe ác ma nói như vậy, những thiện nam thiện nữ nào chưa được thọ ký có thể khởi nghi tâm, do khởi nghi tâm mà bỏ Bát Nhã Ba La Mật, chẳng còn thọ trì đọc tụng biên chép nữa, như vậy là chẳng hòa hợp. Phải biết đó là ma sự. Ác ma giả làm tỳ kheo đến chỗ thiện nam thiện nữ bảo rằng Bồ Tát thật hành Bát Nhã Ba La Mật, chứng thật tế được bốn quả Thanh Văn, quả Bích Chi Phật, ngươi trở nên biên chép Bát Nhã Ba La Mật, như vậy là chẳng hòa hợp. Phải biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, khi thuyết thâm Bát Nhã Ba La Mật này được bị các ác ma đến gây lưu nạn, Bồ Tát phải nên biết để xa lìa các ma sự. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: bạch Thế Tôn, những ma sự gì thường làm trở ngại Bát Nhã Ba La Mật khiến Bồ Tát phải nên biết để xa lìa? Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ác ma khởi xướng các pháp tương tự như đạt Ba La Mật, dẫn đến tương tự như Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát phải biết rõ đó là ma sự để xa lìa. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải nên học kinh Thanh Văn, kinh Bích Chi Phật, nhưng học rồi thì phải nên xả. Vì sao? Vì nếu chẳng xả thì đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỳ kheo tìm phương tiện trao những loại kinh dạy về nội không, ngoại không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, dạy về bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, dạy về ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác, để được bốn quả Thanh Văn, được Bích Chi Phật đạo. Như vậy là chẳng hòa hợp, gây trở ngại cho việc biên chép, dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ác ma hóa làm thân Phật sắc vàng, phóng hào sáng quang sáng ngời đến chỗ Bồ Tát, do đắm trước thân Phật mà Bồ Tát bị tổn giảm tránh trí huệ, khiến cho việc biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, ác ma giả làm thân Phật và chúng tỳ kheo đến chỗ Bồ Tát thuyết pháp, Bồ Tát tham trước tự niệm rằng đời sau ta sẽ được như vậy, do tham trước mà Bồ Tát bị tổn giảm tránh trí huệ, khiến việc biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa, ác ma hóa ra vô số thân Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật, chỉ bày cho các thiện nam thiện nữ hành sáu pháp Ba La Mật, do tham trước hành pháp như vậy mà các thiện nam thiện nữ bị tổn giảm tránh trí huệ, khiến việc biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thành tựu được. Phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát.
Vì sao? Vì bát nhã ba la mật chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng có nhất thiết trùng trí. Do bát nhã ba la mật chẳng có sắc, dẫn đến chẳng có nhất thiết trùng trí, nên trong bát nhã ba la mật cũng chẳng có thanh văn, chẳng có bích chi Phật, chẳng có Bồ Tát, dẫn đến chẳng có Phật. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không vật. Lại nữa, này Tu Bồ Đà, biên chép dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật thường gặp nhiều lưu nạn. Ví như trong cõi Diêm Phù Đà có nhiều chân bảo, nào là kim ngân, sa cử, xích châu, mã não cùng vô số báu vật khác, khiến cho nhiều kẻ trộm cướp thường rình rập. Cũng như vậy, biên chép bát nhã ba la mật thường gặp nhiều lưu nạn quấy nhiễu. Ngài Tu Bồ Đà bạch Phật: đúng như vậy, bạch Thế Tôn, khi biên chép dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật thì ác ma thường đến quấy phá gây lưu nạn. Vì sao? Vì hạng người si muội thường bị ma sai sử nhằm phá hoại việc biên chép dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật. Bạch Thế Tôn, hạng người ngu si này chẳng ưa thích pháp đại thừa nên chẳng muốn biên chép dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật, mà lại còn phá hoại việc biên chép dẫn đến tránh ước niệm của người khác nữa. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, hàng sơ phát tâm đại thừa cũng còn bị ác ma sai sử khiến chẳng biết gieo trồng thiện căn, chẳng biết cúng dường chư Phật, chẳng biết gần gũi thiện tri thức. Do vậy mà những người này chẳng muốn biên chép dẫn đến tránh ước niệm bát nhã ba la mật, mà còn gây trở ngại cho người khác nữa. Này Tu Bồ Đề, nếu hữu thiện nam thiện nữ nào nhất tâm biên chép dẫn đến tránh ước niệm thâm bát nhã ba la mật thì các ma sự chẳng phát khởi được. Người này dần dần sẽ được đầy đủ đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, được đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết trùng trí. Này Tu Bồ Đề, phải biết là do có Phật lực gia bị mà thiện nam thiện nữ ấy có thể biên chép dẫn đến tránh ước niệm thâm bát nhã ba la mật, được đầy đủ đàn ba la mật dẫn đến thiền ba la mật, đầy đủ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết trùng trí. Này Tu Bồ Đề, chư Phật, chư Đại Bồ Tát ở khắp mười phương cũng đọc hộ niệm cho thiện nam thiện nữ ấy, biên chép dẫn đến tránh ước niệm thâm bát nhã ba la mật. Luận: ma giả làm thân sa môn có đại oai đức đến thuyết pháp, khiến người nghe tin theo lời chúng, bèn bỏ kinh bát nhã ba la mật để thọ trì các kinh khác, mà còn nói với Bồ Tát rằng: kinh do ta thuyết mới là lời Phật, kinh mà các ngươi đang nghe, đang biên chép đó chẳng phải là thật, chẳng phải do Phật thuyết, các ngươi hãy bỏ kinh bát nhã ba la mật, hãy đọc theo kinh thành văn. Bồ Tát Độn Căn vừa nghe theo liền khởi sanh tà kiến, còn Bồ Tát Lợi Căn mà trước được thọ ký thì lại sanh tâm nghi. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là chân trí huệ, nói hết thảy các pháp đều là không, là vô sở hữu, nên rất khó tin, khó biết. Do vậy mà ác ma mới có chỗ tiện lợi để phá hoại tâm Bồ Tát vậy. Ác ma nói với Bồ Tát rằng: bát nhã ba la mật rộng nói về ba giải thoát môn, không vô tướng và vô tác, nhưng thật sự chỉ nói về pháp không mà thôi. Nếu ngươi thường ở trong không mà tu tập thì dù có được chứng đắc cũng chẳng sao thành Phật được. Muốn thành Phật, trước hết ngươi phải trì giới, phải tu 32 phước đức, phải tọa đạo tràng, rồi sau đó mới tu pháp không. Bồ Tát nghe như vậy, hoặc chẳng còn tin bát nhã ba la mật, hoặc khởi tâm nghi bát nhã ba la mật, dẫn đến sẽ xa lìa bát nhã ba la mật. Hỏi: vì sao nói hành tương tự sáu pháp ba la mật là ma sự? Đáp: vì hành sáu pháp ba la mật mà còn chấp là còn hành tương tự sáu pháp ba la mật, như vậy là chưa có phát khởi đại bi tâm, chưa nhất tâm cầu Phật đạo, là chỉ muốn tự độ vậy. Tuy là hành thiện pháp nhưng vẫn là phá hoại tâm đại thừa của Bồ Tát, phải biết đó cũng là ma sự của Bồ Tát. Hỏi: nếu Bồ Tát thấy được Phật thân mà đắm trước, phát khởi tín tâm, thì vì sao lại gọi là ma sự? Đáp: hết thảy các chấp đều là tướng phiền não nên đều gọi là ma sự. Các vị Bồ Tát sơ phát tâm chưa thấy được Phật thân nên ác ma mới hiện thân Phật, đầy đủ các tướng tốt trang nghiêm, khiến họ sanh tâm chấp đắm, tưởng là mình đang đứng trước Phật vậy. Ví như người chưa ly dục, vừa thấy thân thể người nữ liền sanh tâm đắm trước khỏi dục vọng. Cũng như vậy, Bồ Tát sơ phát tâm do chưa ly chấp nên vừa thấy ma hiện thân Phật là liền sanh tâm chấp trước. Bởi vậy nên ma mới có chỗ tiện lợi để phá hoại, làm suy giảm thật tướng trí huệ của Bồ Tát. Theo lời Phật dạy thì sắc dẫn đến hết thảy các pháp đều là tự tướng không, nên chúng hội khởi tâm nghi, nghĩ rằng nếu các pháp là tự tướng không, nếu bát nhã ba la mật là tự tướng không, thì vì sao vô thượng pháp bát nhã ba la mật có đại lợi ích như vậy mà còn bị các lưu nạn, còn bị ghét bỏ? Phật biết rõ tâm niệm của chúng hội nên dạy rằng:
Ví như người có nhiều của cải, vàng bạc châu báu, thường bị trộm cướp rình rập để cướp đoạt, và cũng có rất nhiều người ganh ghét. Cũng như vậy, Bát Nhã Ba La Mật là đại pháp bảo, nên ác ma thường tìm cách phá hoại. Ác ma chỉ muốn khiến người tu hành thủ chấp niết bàn, chẳng ưa người tu hành thọ trì, dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật. Do vậy mà các người tu tập Bát Nhã Ba La Mật thường gặp lưu nạn, thường bị ganh ghét. Ngài tu Bồ Đề nghe lời Phật dạy hoan hỷ tín thọ, và nêu thêm các trường hợp lưu nạn khác do ác ma phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Ngài bạch Phật, bạch Thế Tôn, kẻ cuồng si bị ma say xử nên chẳng được tự tại, do ít trí huệ nên họ chẳng thông đạt được diệu lý trong Phật Pháp. Người chẳng có đại tâm, chẳng liễu đạt được pháp vị thanh tịnh, thường đắm chìm trong dâm nộ si mới gây lưu nạn đối với Bát Nhã Ba La Mật vậy. Phật dạy đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, như lời ông nói, nếu Bồ Tát nào thọ trì biên chép dẫn đến tránh ước niệm Bát Nhã Ba La Mật mà các ác ma chẳng có gây lưu nạn, thì phải biết vị Bồ Tát ấy được chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong mười phương thường hộ niệm. Cũng như vậy, thiện nam thiện nữ nào nhất tâm tinh tấn tu tập sáu pháp Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí thì cũng được chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong mười phương hộ niệm. Cũng nên biết mà có thế lực rất mạnh ở dục giới, thường người thế gian lại thường đắm trước trong dục lạc. Do vậy ở nơi đây mà có chỗ tiện lợi để sai sử gây lưu nạn, còn chư thiên ở sắc giới thường vào thiền định được tâm nhu nhuyến nên ma khó có thể phá hoại được. Chư thiên ở vô sắc giới chẳng có hình sắc nên ma chẳng có thể gây lưu nạn được. Ở dục giới ma có đầy đủ thế lực nên các ác ma thường phá hoại việc làm tốt của giới tu hành. Bởi nhân duyên vậy nên chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên thường hộ niệm Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng các Bồ Tát sơ phát tâm do phước đức còn cạn mỏng, lại do còn tiếc thân mạng nên cũng có thể bị ma say xử khiến chẳng thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Ví như giặc xâm lấn bờ cõi, người lớn ra sức chống giặc để cứu nước, thế mà lũ trẻ nít chẳng hay biết gì cả. Cũng như vậy, chư Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư thiên vẫn thường hộ niệm người tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thế mà có người vẫn chẳng hay biết, khiến cho ác ma sai sử phá hoại Bát Nhã Ba La Mật vậy. Trên đây lược nói về các ma sự mà Bồ Tát phải biết để xa lìa. Nếu rộng lòng nói thì có vô lượng vô biên ma sự. Phật tử bi thương xót chúng sanh, muốn cho chúng sanh thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật nên đã rộng thuyết về các trường hợp bất hòa hợp giữa thầy và trò, làm trở ngại cho việc thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phẩm thứ 48, Phật mẫu mẹ của chư Phật. Kinh: Phật bảo ngài tu Bồ Đề, này tu Bồ Đề, ví như bà mẹ có nhiều con, khi bà mẹ lâm bệnh thì các con đều lo lắng chạy chữa, mong cho mẹ mau lành bệnh, do nhớ đến công ơn sanh thành và dưỡng dục của mẹ mà các con thường cúc phụng mẹ vậy. Cũng như vậy, này tu Bồ Đề, chư Phật trong khắp mười phương vẫn thường dùng Phật nhãn chiêm ngưỡng thâm Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì thâm Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy các thế gian tướng từ nơi thâm Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Chư Phật do tu tập thâm Bát Nhã Ba La Mật mà được nhất thiết chủng trí, cũng từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra đàn Ba La Mật, dẫn đến thiền Ba La Mật xuất sanh ra nội không, dẫn đến vô pháp hữu pháp không, xuất sanh ra bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, xuất sanh ra mười Phật lực, dẫn đến nhất thiết chủng trí, xuất sanh ra thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, Bồ Tát đạo, dẫn đến Phật đạo. Này tu Bồ Đề, chư Phật quá khứ và hiện tại đều do tu tập thâm Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Chư Phật vị lai sẽ do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng Bồ Đề vậy. Này tu Bồ Đề, nếu thiện nam thiện nữ nào có Phật đạo mà thọ trì đọc tụng biên chép dẫn đến tránh ước niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chư Phật sẽ dùng Phật nhãn gia bị cho người ấy khiến chẳng thối thất tâm Bồ Đề. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như lời Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy thế gian tướng, từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy thế gian tướng? Vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật? Phật dạy, này tu Bồ Đề, vì thâm Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra mười Phật lực, 18 bất cộng pháp, dẫn đến xuất sanh ra nhất thiết chủng trí. Người được đầy đủ các pháp như vậy được gọi là Phật, nên nói Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật. Lại nữa, này tu Bồ Đề, chư Phật khai thị năm ấm là thế gian tướng, nên nói Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian tướng. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, như thế nào gọi là Bát Nhã Ba La Mật khai thị năm ấm tướng?
Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật khai thị năm ấm tướng, chẳng tán hoại, chẳng sanh diệt, chẳng cấu tịnh, chẳng tăng giảm, chẳng xuất nhập, chẳng có quá khứ hiện tại hay vị lai. Vì sao? Vì không tướng là vô tướng tướng, vô tác tướng là chẳng phải hoại tướng vậy. Vì hết thảy các pháp đều chẳng khởi, chẳng sanh, đều là vô sở hữu, là như pháp tánh, nên chẳng có tướng tán hoại vậy. Vì pháp tướng là như vậy nên khai thị như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, chư Phật do nơi thầm Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Này Tu Bồ Đề, trong thầm Bát Nhã Ba La Mật chẳng có chúng sanh, chẳng có danh tự chúng sanh, chẳng có sắc, chẳng có danh tự sắc, dẫn đến chẳng có nhất thiết chủng trí, chẳng có danh tiệm tự nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là Bát Nhã Ba La Mật khai thị hết thảy thế gian tướng. Này Tu Bồ Đề, thâm Bát Nhã Ba La Mật chẳng khai thị sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến chẳng khai thị nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tướng của Bát Nhã Ba La Mật, huống nữa là tướng của sắc thọ tưởng hành thức, dẫn đến tướng của nhất thiết chủng trí. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, ở quốc độ này, dẫn đến ở hết thảy các quốc độ trong các mười phương có vô lượng chúng sanh, hoặc loài hữu sắc có sắc, hoặc loài vô sắc chẳng có sắc, hoặc loài hữu tưởng có tưởng, hoặc loài vô tưởng chẳng có tưởng, hoặc loài phi hữu tưởng phi vô tưởng, chẳng có tưởng cũng chẳng phải chẳng có tưởng. Những chúng sanh như vậy, hoặc nhiếp tâm hoặc loạn tâm, Phật đều biết rõ tâm niệm của họ. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Phật dùng pháp tướng để biết như vậy. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Phật dùng pháp tướng gì để biết? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, trong pháp tướng chẳng có tướng pháp tướng, huống nữa là tướng nhiếp tâm hay tướng loạn tâm. Phật dùng pháp tướng như vậy nên biết rõ chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì tận tướng, vì đoạn tướng, vì tịch diệt tướng, vì ly tướng cho nên biết. Nói cách khác, Phật do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà như thật biết chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ chúng sanh có nhiễm tâm, có sân tâm, có si tâm, và cũng biết rõ tâm nhiễm, tâm sân, tâm si của chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, vì thật tướng của nhiễm tâm là vô nhiễm tâm tướng, của sân tâm là vô sân tâm tướng, của si tâm là vô si tâm tướng. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng chẳng có tướng của tâm vương, tướng của tâm sở, huống nữa là các tướng của nhiễm tâm, của sân tâm, của si tâm, cũng như các tướng của vô nhiễm tâm, của vô sân tâm, của vô si tâm. Bởi vậy, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ nhiễm tâm, sân tâm, si tâm của chúng sanh, cũng như biết rõ vô nhiễm tâm, vô sân tâm, vô si tâm của chúng sanh. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, vì tâm thể chẳng có tướng nhiễm, chẳng có tướng vô nhiễm. Nhiễm tâm tướng và vô nhiễm tâm tướng đều chẳng đầy đủ, chẳng cùng chung vậy, dẫn đến sân tâm tướng và vô sân tâm tướng, si tâm tướng và vô si tâm tướng cũng là như vậy. Bởi vậy nên Phật cũng biết rõ vô nhiễm tâm, vô sân tâm, vô si tâm của chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ quảng đại tâm của chúng sanh. Vì sao? Vì tâm tướng của chúng sanh chẳng rộng chẳng hẹp, chẳng tăng chẳng giảm, chẳng đến chẳng đi. Tâm tướng là ly là không nên là như vậy. Bởi vậy, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ chúng sanh có quảng đại tâm và cũng biết rõ quảng đại tâm của chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ tâm chúng sanh vô lượng. Vì sao? Vì tâm chẳng phải an trú, cũng chẳng phải chẳng an trú. Vì tâm thể là vô tướng, chẳng có chỗ y trì, nên chẳng có chỗ trú, cũng chẳng có chỗ chẳng trú. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ tâm chúng sanh chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì tâm thể là vô tướng, chẳng thể dùng năm nhãn mà thấy được tâm chúng sanh vậy. Bởi vậy, này Tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật biết rõ tâm chúng sanh bất khả kiến, chẳng thể thấy được vậy. Luận hỏi: Ngài Tu Bồ Đề nêu bốn vấn đề để hỏi Phật, mà Phật chỉ giải đáp có ba vấn đề. Còn câu hỏi vì sao nói từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật thì Phật chẳng có giải đáp. Đáp: Nói chư Phật từ nơi Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh, hay nói do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà thành tựu Phật quả, thì nghĩa cũng chẳng có gì khác nhau cả. Vì sao? Vì có thuyết nói hòa hợp được hết thảy các pháp là được Bát Nhã Ba La Mật, mà Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra chư Phật,
Lại có thuyết nói do hạnh bát nhã ba la mật mà thành tựu được Phật hạnh nên mới được gọi là Phật. Như vậy trước nói bát nhã ba la mật là chủ tác xuất sanh do chư Phật, sau đó nói bát nhã ba la mật là duyên khởi dẫn đến vô thượng đạo thành Phật quả. Cả hai cách nói đồng diễn đạt một ý nghĩa, chẳng có gì sai khác cả. Ví như nói cây bật gốc ngã xuống gây tai nạn chết người, hay nói một nhánh lớn của cây gãy rơi xuống làm chết người, thì kết quả chẳng có gì sai khác cả. Như vậy, dù cây đè chết người hay nhánh cây đè chết người thì chủ tác vẫn là cây vậy, chẳng có gì sai khác cả. Hỏi, các kinh đều nói năm ấm là tán hoại, là thế gian pháp. Vì sao kinh Bát Nhã Ba La Mật nói năm ấm tán hoại ấy là chẳng có sanh, chẳng có diệt? Đáp, Bát Nhã Ba La Mật là kinh Đại Thừa, giữa kinh Đại Thừa và kinh Thanh Văn có nhiều sai khác. Kinh Thanh Văn phần nhiều nói về vô thường, vô ngã. Kinh Đại Thừa phần nhiều nói về pháp không. Kinh Thanh Văn trước nói về vô thường, rồi về sau mới dần dần đến pháp không. Kinh Đại Thừa trước sau đều nói về pháp không. Kinh Thanh Văn nói các pháp tướng là tán hoại khiến chúng sanh sợ hãi. Kinh Đại Thừa chẳng nói như vậy mà nói các pháp thường trú chẳng sanh chẳng diệt. Ở đoạn kinh trên đây Phật thuyết về pháp tánh không vô tướng và vô tác, nên chẳng nói đến tán hoại. Như vậy là Bát Nhã Ba La Mật khai thị thế gian tướng. Sắc thân của chúng sanh rất dễ thấy dễ biết, mà chúng sanh còn chẳng biết được thể tánh của sắc thân. Như vậy làm sao có thể biết được các tâm và tâm sở là những pháp vô hình? Phật như thật biết hết thảy các pháp, dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật biết rõ chúng sanh là không, sắc là không, nhất thiết trùng trí cũng là không. Phật dùng lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật mà biết rõ tâm niệm của vô lượng vô biên chúng sanh. Chúng sanh dù ở cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, cõi hữu tưởng, cõi vô tưởng, cõi phi hữu tưởng, phi vô tưởng, có bao nhiêu tâm niệm, hoặc nhiễm tâm, hoặc loạn tâm, hoặc nhiễm tâm, hoặc vô nhiễm tâm, vân vân, Phật đều biết tất cả. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật dạy như vậy sanh nghi, tự niệm rằng chư Phật thường ưa tịch tịnh, thường ở nơi pháp không, nay vì sao Phật lại nói khác biết chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm? Lại nữa, chúng sanh vô lượng vô biên, làm sao chỉ một mình Phật mà có thể biết hết thảy tâm niệm của chúng sanh được? Phật dạy, Phật dùng pháp tướng để biết rõ như vậy. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Phật dùng pháp tướng gì để biết rõ như vậy? Phật dạy, Phật dùng thật tướng pháp. Ở nơi thật tướng pháp thì chẳng còn có tướng pháp tướng huống nữa là các tướng nhiếp tâm hay loạn tâm. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thế nào là thật tướng pháp? Phật dạy, thật tướng pháp là tự tánh không, là rốt ráo không, là bất khả đắc không. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, thật tướng pháp là rốt ráo không, mà ở trong không chẳng có phân biệt tâm và tâm sở pháp. Như vậy làm sao có thể biết được tâm niệm của chúng sanh? Phật dạy, tánh của thật tướng pháp cũng là bất khả đắc. Cho nên Phật dùng được phương tiện trí huệ biết được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì tánh không là bất khả đắc, chẳng có ngăn ngại vậy. Phật đã vượt qua hết thảy tướng phân biệt hư vọng, đã an trú trong thật tướng pháp, trong tánh không, nên biết rõ hết thảy chúng sanh tâm. Trái lại, phàm phu trú tâm nơi hư vọng pháp, nên chẳng có thể biết được tâm niệm của kẻ khác. Cũng như vậy, Phật dùng như thật trí huệ mà biết được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm, vân vân của chúng sanh. Vì sao? Vì thật tướng của nhiễm tâm, của sân tâm, của si tâm là vô nhiễm, vô sân, vô si, nên biết chúng sanh tâm là vô lượng, là quảng đại, là bình đẳng vậy. Hỏi, vì sao trước Phật nói thật tướng pháp là vô tướng, nên như thật biết được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm, rồi sau đó lại nói do tướng tận, tướng đoạn, tướng tịch diệt, tướng ly, nên như thật biết được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm? Đáp, Bồ Tát dùng vô thường huệ mà biết tướng tận. Do hành vô thường huệ mà tâm ly hết thảy nhiễm, được vô nhiễm, lại dùng hết thảy thế gian đạo, ngăn ngừa và diệt trừ các kiết sử. Đây là tướng diệt, lại dùng vô lậu đạo, tận đoạn các kiết sử. Đây là tướng đoạn, lại quán niết bàn tịch diệt, ly hết thảy các tướng. Đây là tướng tịch diệt, tướng ly. Bởi vậy nên, khi vào được nơi thật tướng pháp, trú nơi thật tướng pháp, thì biết rõ được chúng sanh nhiếp tâm hay loạn tâm. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp thì hết thảy các pháp đều là vô tướng cả. Lại nữa, niệm là vô trú, là rốt ráo không, là chẳng thể biết được. Vì sao? Vì niệm quá khứ đã qua, niệm hiện tại chẳng trú, niệm vị lai chưa đến. Nếu khởi niệm là có sanh diệt rồi vậy. Phàm phu do chấp tướng với hy vọng chấp phân biệt có ba thời. Trái lại, người trí biết rõ hiện tại cũng là tận tướng, là rốt ráo không. Vì biết rõ tâm niệm là rốt ráo không, nên chẳng chấp trước, chẳng có gì vướng mắc cả.
Do biết rõ thời gian là vô trú nên được đạo. Do biết rõ thật tướng các pháp là vô tướng nên chẳng khởi sanh vọng kiến phân biệt, dẫn đến như thật biết được tâm chúng sanh nhiễm hay tịnh. Lại nữa, vì thật tướng của các pháp là rốt ráo thanh tịnh nên thật tướng của nhiễm tâm là vô nhiễm tâm vậy. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng thì chẳng còn có phân biệt tâm và tâm sở pháp, do vậy mà biết được nhiễm tâm, sân tâm, si tâm vốn chẳng có tướng nhiễm, tướng sân, tướng si đều là vô tướng. Phật dạy, do nhân duyên nhiễm tâm và vô nhiễm tâm đều chẳng đầy đủ, chẳng chung nhau, nên ở nơi tâm pháp, chúng sanh thứ lớp sanh tâm. Khi có tâm ô nhiễm thì chẳng có tâm nhiễm và ngược lại. Thế nhưng ở cả ba đời, nhiễm tâm và vô nhiễm tâm đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì cả hai tâm ấy đều rốt ráo là tánh không. Sở dĩ có phân biệt hai tâm là do đối đãi mà có vậy. Nên biết ở nơi thật tướng pháp chẳng có các tướng nhiễm tâm, vô nhiễm tâm, sân tâm, vô sân tâm, si tâm, vô si tâm. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp thì hết thảy các pháp đều là tướng không, đều là bình đẳng, vô phân biệt. Người vô trí do chấp tâm chấp tướng mà phân biệt tâm có nhiễm có tịnh, có rộng có hẹp, có tăng có giảm, vân vân. Còn các bậc thánh thì chẳng phải như vậy, vì các ngài biết rõ tâm là vô sắc, vô hình, vô trước vậy. Phật dạy, tâm tướng là tánh không, các tướng nhiễm tịnh rộng hẹp tăng giảm vân vân đều là bất khả đắc cả. Do có so đường mà nói tâm có nhiễm có tịnh, có rộng có hẹp, có tăng có giảm vân vân. Như vậy là nói tâm có hạn lượng. Thế nhưng vì tâm duyên vô lượng chúng sanh, duyên vô lượng pháp, lại vì tâm tướng là bất khả đắc nên tâm là vô lượng. Ví như nhãn căn duyên nhãn trần sanh ra nhãn thức, mà nhãn thức chẳng phải ở trong hay ở ngoài mắt, chẳng phải ở bên này hay bên kia mắt, nên là vô trú xứ, là bất khả đắc vậy. Do vậy nên nói các trần cảnh hiện ra trước mắt đều là như cảnh ở trong mộng, chẳng có định tướng. Thức duyên cũng như vậy, chẳng có ý chỉ, chẳng có định tướng, nên nói tâm là quảng đại, là vô lượng. Hỏi, nếu tâm là chẳng thể thấy được thì Phật làm sao có thể như thật thấy, như thật biết tâm của hết thảy chúng sanh được? Đáp, người vào thiền định được tâm thanh tịnh như lưu ly nên thấy được các vọng tâm giấy khởi. Người quán bạch cốt thấy tâm thứ lớp xanh, chẳng thấy tâm tại thân, cũng chẳng thấy tâm tại duyên. Người duyên vô biên xứ thấy thức vô lượng vô biên, vân vân, nên biết tâm thể là vô tướng nên chẳng có các tướng tâm như vậy. Trái lại, Phật thường trú nơi tịch diệt nên như thật biết hết thảy tâm chúng sanh. Vì sao? Vì tự tướng của tâm chúng sanh là vô tướng. Phật dùng năm nhãn thấy rõ tâm thể của chúng sanh là vô tướng, là bất khả đắc. Người dùng nhục nhãn và thiên nhãn thì thấy có sắc pháp. Người dùng huệ nhãn duyên niết bàn tướng thì chẳng thấy có sắc pháp. Người mới dùng pháp nhãn thì thấy phân biệt có thiện pháp, có bất thiện pháp, có hữu lậu pháp, có vô lậu pháp. Đến khi liễu đạt được thật tướng pháp rồi thì người dùng pháp nhãn sẽ thấy rõ được các pháp đều là vô tướng, là bình đẳng, là vô phân biệt. Trước đây đã nói rằng hết thảy các pháp đều chẳng có tác giả, chẳng có tri giả, chẳng có kiến giả. Bởi vậy nên tâm cũng như hết thảy các pháp khác đều chẳng thể thấy được vậy. Phật ở nơi tịch diệt tướng chẳng dùng sự thấy hư vọng của hàng phàm phu, cũng chẳng dùng năm nhãn để thấy, nên mới như thật thấy, như thật biết tâm niệm của chúng sanh vậy. Hết quyển 69. Luận Đại Trí Độ, quyển 70. Phẩm thứ 48 tiếp theo, Phật mẫu tiếp theo. Kinh, lại nữa, nấy tu Bồ Đề do nơi thâm bát nhã ba la mật mà Phật như thật biết tâm số lên xuống ra vào của chúng sanh. Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy, nấy tu Bồ Đề hết thảy tâm số chúng sanh, dù có lên xuống, dù có ra vào, thì cũng đều y cứ nơi sắc thọ tưởng hành thức mà sanh khởi cả. Vì sao? Có chúng sanh y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian là thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian là vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian vừa là thường cũng vừa là vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Đối với thọ tưởng hành và thức cũng lầm chấp như vậy.
Lại nữa, này Tu Bồ Đà, có chúng sanh y cứ hư nơi sắc mà chấp thân và thế gian là hữu biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ hư nơi sắc mà chấp thân và thế gian là vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian vừa là hữu biên cũng vừa là vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Đối với thọ tưởng hành và thức cũng lầm chấp như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có chúng sanh y cứ nơi sắc mà chấp thân, tức là thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần khác thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần vừa là thân cũng vừa khác thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần chẳng phải thân cũng chẳng khác thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Đối với thọ tưởng hành và thức cũng lầm chấp như vậy. Này lại nữa, này Tu Bồ Đề, có chúng sanh y cứ hư nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ có thần chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ vừa có thần chuyển đi cũng vừa có thần chẳng chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng chẳng có thần chẳng chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối. Đối với thọ tưởng hành và thức cũng lầm chấp như vậy. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên do nơi bát nhã ba la mật mà Phật như thật biết tâm số lên xuống ra vào của chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Phật như thật biết sắc tướng. Vì sao? Vì sắc tướng là như như, là bất hoại, là vô phân biệt, vô ước tưởng, vô hỷ luận, vô tướng, vô đắc. Đối với thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng và thức tướng, Phật cũng đều như thật biết vậy. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Phật như thật biết chúng sanh như tướng, tâm số lên xuống và ra vào của chúng sanh như tướng, năm ấm như tướng, các hành như tướng, dẫn đến hết thảy các pháp như tướng. Thế nào gọi là hết thảy các pháp như tướng? Đó là 6 pháp ba la mật như tướng, 37 phẩm trợ đạo như tướng, 18 pháp không như tướng, 8 bối xả như tướng, 9 thứ đại định như tướng, 10 Phật lực như tướng, 4 vô sở úy như tướng, 4 vô ngại trí như tướng, đại từ đại bi như tướng, 18 bất cộng pháp như tướng, nhất thiết chủng trí như tướng, đó là thiện pháp như tướng, bất thiện pháp như tướng, thế gian pháp như tướng, xuất thế gian pháp như tướng, hữu lậu pháp như tướng, vô lậu pháp như tướng, hữu vi pháp như tướng, vô vi pháp như tướng, quá khứ pháp như tướng, hiện tại pháp như tướng, vị lai pháp như tướng. Đó cũng là Tu Đà hoàn quả như tướng, Tu Đà hàm quả như tướng, A Na hàm quả như tướng, A La Hán quả như tướng, Bích Chi Phật quả như tướng, dẫn đến đó là Phật quả như tướng, Vô Thượng Bồ Đề như tướng. Hết thảy pháp như tướng đều là nhất như tướng, đều chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng tán chẳng hoại. Này Tu Bồ Đề, do nơi bát nhã ba la mật mà Phật như thật biết hết thảy pháp như tướng, bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật hay xuất sanh ra chư Phật hay khai thị thế gian tướng. Này Tu Bồ Đề, Phật như thật biết hết thảy pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì như thật biết hết thảy pháp như tướng nên Phật được gọi là Đấng Như Lai. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, hết thảy pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng như tướng. Bạch Thế Tôn, chư Phật dụng pháp như tướng như vậy để vì chúng sanh thuyết Vô Thượng Bồ Đề. Chỉ có các bậc Bồ Tát bất thối, các bậc lậu tận A-La-Hán, các bậc đã đầy đủ chánh kiến mới tín giải được thập thâm pháp này. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì pháp như tướng là vô tận nên là thập thâm vi diệu. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, những pháp gì được gọi là như tướng vô tận nên là thập thâm vi diệu? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là như tướng vô tận nên đều là thập thâm vi diệu. Này Tu Bồ Đề, Phật như thật biết hết thảy pháp như tướng vô tận nên mới vì chúng sanh chuyển pháp luân. Luận, Phật biết rõ chúng sanh khi hành các pháp thường rơi vào 62 tà kiến chấp, đó là do 98 kiết sử phiền não sanh ra. Bởi vậy nên nói Phật biết rõ tâm và tâm sở pháp lên xuống ra vào của hết thảy chúng sanh. Phàm phu do bị ái dục che tâm mà thường khởi sanh các phiền não. Hàng xuất gia nếu còn bị kiêu mạn che tâm thì cũng còn khởi sanh tà kiến.
Phàm phu do chấp thế gian lạc nên tâm bị chìm xuống, hằng xuất ra nhàm chán sinh tử, muốn cầu Phật đạo, muốn được tâm nổi lên. Thế nhưng nếu chẳng rõ được chánh đạo thì chẳng ly được ba cõi, khiến tâm vẫn bị chìm xuống. Dùng mắt thường nhục nhã nhìn vào hồ nước trong, có thể thấy rõ đàn cá trong hồ có lúc nổi lên, có lúc chìm xuống, bơi lội mãi miết như vậy mà chẳng thoát ly ra được. Cũng như vậy, dùng Phật nhãn quán tâm chúng sanh ở trong sáu đạo và khắp mười phương cứ mãi lên xuống ra vào. Vì sao? Vì chúng sanh thường bị năm dục che tâm, khiến phải bị chìm đắm mãi trong sanh tử, chẳng có thể thoát ly khỏi ngục tù ba cõi. Ví như có người phát tâm bố thí trì giới nhưng lại bị tà nghi che tâm, khiến tâm huệ bị chìm xuống. Có người đã ly năm dục, đã có được noãn pháp và đảnh pháp, quán được bốn thánh đế, nhưng nếu chưa liễu đạt được thật tướng pháp thì tâm huệ vẫn còn bị chìm xuống. Có người đã ly dục, đã rõ thông được các pháp vô sở hữu, nhưng nếu chưa vào niết bàn thì tâm huệ vẫn còn bị chìm xuống. Hỏi: thế nào gọi là tâm nổi lên chìm xuống? Đáp: ở đoạn kinh trên đây Phật nêu lên các trường hợp lầm chấp của chúng sanh, khiến tâm của họ cứ phải nổi lên chìm xuống mãi trong biển sanh tử. Các trường hợp lầm chấp của chúng sanh về thần và thế gian, y cứ nơi năm ấm được chia ra làm bốn nhóm. Một, nhóm thứ nhất, chấp thần và thế gian hoặc là thường hoặc là vô thường, hoặc vừa là thường cũng vừa là vô thường, hoặc chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Phàm phu chấp có thần và thế gian mà chẳng biết rằng thần và thế gian chẳng thật có, chỉ do ức tưởng phân biệt mà vọng chấp vậy thôi. Có người chấp thần là thường, do chấp thần như vậy mà thường tu phước đức mong được thân chứng giải thoát. Có người chấp thần là vô thường, do chấp thần như vậy mà buông lung theo danh lợi nhằm thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Có người chấp vi tế thần là thường trú, còn thần tạo ra thân sau là vô thường. Như vậy là chấp thần vừa là thường cũng vừa là vô thường. Có người chấp thần chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì họ cho rằng chấp thần thường hay vô thường cũng đều có lỗi cả. Nếu chấp thần là vô thường thì chẳng có tội, cũng chẳng có phước. Nếu chấp thần là thường thì khổ lạc chẳng có khác nhau. Ví như hư không chẳng bị mưa làm ướt, chẳng bị mặt trời làm khô vậy. Trái lại, nếu chấp thần là vô thường thì khổ lạc biến đổi, ví như gia châu phơi ngoài trời bị gió mưa làm hư hoại vậy. Có người chấp có thân mà thân chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, do chấp như vậy mà tâm thức bị cuồng loạn. Phật dạy tất cả bốn tà chấp về thường và vô thường nêu trên đây là do vọng kiến đủ chấp nơi năm ấm sanh ra cả. Nên biết thế gian có ba tướng, đó là năm ấm thế gian tướng, chúng sanh thế gian tướng, quốc độ thế gian tướng. Chúng sanh trú ở nơi các tướng thế gian này thường khởi sanh bốn tà kiến chấp về thường và vô thường. 2. Nhóm thứ hai, chấp thần về thế gian hoặc là hữu biên hoặc là vô biên, hoặc vừa là hữu biên cũng vừa là vô biên, hoặc chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên. Có người chấp thế gian là hữu biên rồi truy tầm cho được nguồn gốc của thế gian. Như vậy là chấp thế gian là hữu thì, tức là có đầu mối. Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng ra đầu mối, chẳng ra nguồn gốc của thế gian. Thế gian đã chẳng có đầu mối thì cũng chẳng có chặng giữa và rốt ráo chẳng có tận cùng vậy. Ví như người vào thâm thiền định được túc mạng trí, có thể thấy tám vạn kiếp trong quá khứ. Ngoài tám vạn kiếp thì mù mịt chẳng biết gì nữa cả, do vậy mà cho rằng ngoài tám vạn kiếp cũng là như vậy. Lại nữa, họ chỉ thấy được thức lúc ban đầu gá vào thân trung ấm, rồi tự nghĩ rằng nếu thức gá vào thân trung ấm như vậy, ắt phải có nhân có duyên gì mà ta chưa biết được thôi. Rồi từ đó họ ước tưởng phân biệt, chấp có một thể tánh vi tế. Từ thể tánh vi tế đó sanh ra giác tánh, mà giác tánh là thân trung ấm vậy. Từ đó họ lại suy diễn, giác tánh sanh ra ngã, từ ngã sanh ra có năm trần, theo thanh trần sanh ra không đại, theo thanh trần và xúc trần sanh ra phong đại, theo sắc trần thanh trần và xúc trần sanh ra hỏa đại, theo sắc trần thanh trần vị trần và xúc trần sanh ra thủy đại, theo sắc trần thanh trần hương trần vị trần và xúc trần sanh ra địa đại, theo không đại sanh ra nhĩ căn, theo phong đại sanh ra thân căn, theo hỏa đại sanh ra nhãn căn, theo thủy đại sanh ra thiệt căn, theo địa đại sanh ra tỷ căn. Như vậy lần lần chuyển biến từ tế đến thô, rồi từ thô đến tế, trở về với thể tánh. Ví như lấy đất sét làm ra cái bình, cái chậu. Khi phá cái bình, cái chậu thì các vật dụng này lại trở về với đất sét. Ở đây có sự chuyển biến từ tế đến thô, từ thô đến tế mà thể tánh vẫn thường còn.
Trên đây là quan điểm của hàng ngoại đạo Tăng Khư diễn giải về thể tánh. Có người chấp, vi tế trần là sơ biên, biên bờ đầu tiên của thế giới. Chấp vi tế trần là thường pháp chẳng thể phá, chẳng thể tiêu, chẳng thể hư nát. Vì vi tế trần quá nhỏ nên phải hội đủ các nhân duyên tội phước hòa hợp mới dẫn sanh có thân. Từ cõi trời cho đến cõi địa ngục, thân chẳng phải do cha mẹ sanh ra, nên khi tội phước tán hoại thì thân cũng tán hoại theo. Có người chấp thế giới tự nhiên có. Sự giàu nghèo sang hèn của con người chẳng phải do hạnh nguyện làm ra được. Có người chấp có một vị thiên chủ là đầu mối, sanh ra thế giới, tạo tác ra muôn sự muôn vật, tạo tác ra thiện ác tội phước vân vân. Khi nào vị thiên chủ thu hồi công trình tạo tác thì muôn sự muôn vật tự nhiên diệt. Có người chấp rằng chúng sanh thọ khổ thọ lạc trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi hết thọ khổ lạc rồi thì tự đến chỗ tận đoạn. Ví như cầm đầu mối chỉ rồi thả cho cuộn chỉ lăn từ trên cao xuống, cho đến khi tháo hết chỉ thì cuộn chỉ chẳng còn lăn xuống nữa. Cũng như vậy, khi tội phước đã đi đến chỗ tận cùng rồi thì trở thành không, dù tinh tấn dù giải đãi cũng chẳng có gì khác nhau. Có người chấp tám phương của quốc độ thế gian đều có biên bờ, chỉ có phương trên phương dưới là chẳng có biên bờ. Có người chấp bên dưới có địa ngục, bên trên có cõi trời hữu đảnh, còn tám phương kia chẳng có biên bờ. Có người chấp thần là hữu biên, ví như nói thần ở nơi thân nhỏ như hạt cát, hoặc nói thân lớn thì thần lớn, thân nhỏ thì thần nhỏ. Lại chấp thần thuộc về sắc pháp nên có thể phân chia. Có người chấp thần là vô biên, biến khắp hư không, chẳng có chỗ nào là chẳng có thần. Ví như khi thần ở nơi thân thì thân biết khổ biết lạc vậy. Có người chấp thế gian là vô thỉ, tức chẳng có đầu mối. Họ cho rằng nếu thế gian là hữu thì phải là hữu chung, như vậy thì chẳng có thường thọ thân sau, chẳng có niết bàn, cho nên họ chấp thế gian là vô thỉ. Có người chấp quốc độ thế gian trong mười phương là vô biên. Có người chấp thần và thế gian là vô biên mà quốc độ là hữu biên. Có người chấp thần và thế gian là hữu biên mà quốc độ là vô biên. Có người chấp thần và thế gian chẳng phải hữu biên mà cũng chẳng phải vô biên. Họ cho rằng chấp thần và thế gian là hữu biên hay là vô biên đều có lỗi cả. 3. Nhóm thứ 3, chấp thần tức là thân, hoặc thần khác thân, hoặc thần vừa là thân cũng vừa khác thân, hoặc thần chẳng phải là thân cũng chẳng phải khác thân. Có người chấp thần tức là thân vì cho rằng khi phân chia thân ra thì thần là bất khả đắc, hơn nữa thân có thọ khổ thọ lạc nên thần tức là thân vậy. Có người chấp thần là thân vì khi thân diệt thì thần cũng diệt theo. Có người chấp thần khác thân vì cho rằng thần rất vi tế nên năm căn chẳng thể thấy biết được thần, hơn nữa phải nhất tâm thanh tịnh mới thấy được thần nên thần khác thân vậy. Có người chấp thần khác thân vì khi thân diệt thì thần vẫn thường còn, đây thuộc về biên kiến. Có người chấp thần vừa là thân cũng vừa khác thân. Có người chấp thần chẳng phải là thân cũng chẳng phải khác thân. 4. Nhóm thứ 4, chấp sau khi chết có thần chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ vừa có thần chuyển đi cũng sẽ vừa có thần chẳng chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng sẽ chẳng có thần chẳng chuyển đi. Có người chấp đã sanh ra ở cõi đời này rồi thì sẽ đi đến đời sau, như vậy là chấp sau khi chết thần sẽ chuyển đi. Có người chấp đời trước chẳng từ đâu đến nên khi chết cũng chẳng đi về đâu, như vậy là chấp sau khi chết thần chẳng chuyển đi. Có người chấp khi sống thần và thân hòa hợp, còn sau khi chết thì thân đi mà thần chẳng đi, như vậy có nghĩa là vừa chuyển đi cũng vừa chẳng chuyển đi. Có người cho rằng chấp thần chuyển đi là có lỗi, mà chấp thần chẳng chuyển đi cũng là có lỗi, nên chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng sẽ chẳng có thần chẳng chuyển đi. Tất cả các tà kiến chấp như vậy làm cho tâm chúng sinh cứ phải nổi lên chìm xuống mãi mãi. Vì sao? Vì do tà kiến che tâm mà chúng sanh dù muốn cầu đạo giải thoát cũng vẫn phải cứ nổi lên và chìm xuống mãi trong biển sanh tử, chẳng sao thoát ra khỏi ngục tù ba cõi. Tà kiến chấp rất nhiều, chẳng sao kể xiết được. Thế nhưng nên biết rằng 16 tà chấp nêu nơi 4 nhóm trên đây cùng tất cả các tà kiến chấp khác đều do ước tưởng phân biệt khởi sanh ra cả. Phật dạy, do duyên năm ấm và y chỉ nơi năm ấm mà chúng sanh điên đảo khởi các vọng kiến, mà chẳng biết rằng năm ấm cùng hết thảy pháp đều là không vô tướng vô tác, đều là như tướng cả. Nên biết hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều là như, bởi vậy chẳng nên chấp thiện pháp, bất thiện pháp, dẫn đến chẳng nên chấp vô thượng bồ đề. Vì sao?
Vì các pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì các pháp đều như tướng nên đều tùy thuận nhau, chẳng có chống trái nhau, dẫn đến mười phương chư Phật cũng là như vậy. Như là như vậy, bởi vậy nên Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng chỉ có các bậc Bồ Tát bất thối, các bậc lậu tận A-la-hán, các bậc đã đầy đủ chánh kiến mới có thể tín giải được. Phật lại dạy, hết thảy pháp đều như tướng vô tận nên đều là thập thâm vi diệu. Phật như thật biết các pháp như tướng vô tận nên được gọi là Như Lai, vì chúng sanh thuyết pháp dẫn dắt chúng sanh vào đạo Niết Bàn vậy. Phẩm thứ 49, vấn tướng, hỏi về các tướng. Kinh: lúc bấy giờ chư thiên trong khắp đại thiên thế giới tán hương hoa đầy khắp hư không, đều đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật rất thậm thâm, vậy tướng của Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy: này chư thiên tử, Bát Nhã Ba La Mật tướng là không tướng, vô tướng tướng, vô tác tướng, vô khởi tướng, vô sanh tướng, vô diệt tướng, vô cấu tướng, vô tịnh tướng, vô sở hữu tướng, vô sở y tướng, là hư không tướng, bởi vậy nên Bát Nhã Ba La Mật rất thập thâm. Này chư thiên tử, như tướng là tướng của thâm Bát Nhã Ba La Mật, bởi vậy nên Phật dùng thế gian pháp để thuyết giảng cho chúng sanh nghe, mà chẳng dùng để nhất nghĩa mà thuyết vậy. Này chư thiên tử, hết thảy thế gian trời người Atula chẳng thể phá hoại tướng ấy được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian trời người và Atula cũng đều là tướng ấy vậy. Này chư thiên tử, tướng chẳng thể phá hoại tướng, tướng chẳng thể biết tướng chẳng thể biết vô tướng, vô tướng chẳng thể biết tướng. Vì sao? Vì tướng là vô tướng tướng, đã là vô tướng tướng thì là vô sở tri vậy. Biết như vậy là như thật biết các pháp đều là bất khả đắc. Vì sao? Vì tướng chẳng phải do sắc làm ra, dẫn đến chẳng phải do thức làm ra, chẳng phải do đán ba la mật làm ra, dẫn đến chẳng phải do bát nhã ba la mật làm ra, chẳng phải do nội không làm ra, dẫn đến chẳng phải do vô pháp hữu pháp không làm ra, chẳng phải do bốn niệm xứ làm ra, dẫn đến chẳng phải do nhất thiết trùng trí làm ra. Này chư thiên tử, hết thảy tướng đều chẳng phải sở hữu của trời của người, chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Này chư thiên tử, ví như có người hỏi tướng của hư không như thế nào, hỏi như vậy có đúng chăng? Chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, hỏi như vậy chẳng đúng, vì hư không chẳng có tướng khả thuyết có thể nói ra được, vì hư không là vô tướng, là vô vi, là vô ký vậy. Phật dạy: này chư thiên tử, dù có Phật hay chẳng có Phật thì tánh và tướng vẫn thường trú. Phật như thật biết như tánh tướng nên được gọi là Như Lai. Chư thiên bạch Phật, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã được tánh tướng thậm thâm, được tánh tướng ấy rồi là được vô ngại trí, an trú trong tánh tướng ấy và dùng Bát Nhã Ba La Mật mà tập tự tướng của các pháp. Bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, thâm Bát Nhã Ba La Mật là chỗ hành xứ của chư Phật. Do tu tập thâm Bát Nhã Ba La Mật mà đắc vô thượng Bồ Đề. Do đắc vô thượng Bồ Đề mới thông đạt hết thảy các pháp tướng, từ sắc tướng dẫn đến nhất thiết trùng trí tướng vậy. Phật dạy: đúng như vậy, này chư thiên tử, não hoại là tướng của sắc, cảm giác là tướng của thọ, duyên lượng là tướng của tưởng, duyên khởi tạo tác là tướng của hành, liễu triệt là tướng của thức. Phật dùng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, hay xả thí là tướng của đàn ba la mật, chẳng thiệt não là tướng của thi la ba la mật, chẳng nao núng là tướng của sàn đẻ ba la mật, chẳng thối thất là tướng của tỳ lê gia ba la mật, thường nhiếp tâm là tướng của thiền ba la mật, thường xả ly là tướng của bát nhã ba la mật. Phật dùng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, tâm chẳng bị phiền não nhiễu loạn, là tướng của bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, xuất thế gian là tướng của 37 phẩm trợ đạo, xả ly là tướng của không môn, tịch diệt là tướng của vô tướng môn, chẳng khổ là tướng của vô tác môn. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, siêu thắng là tướng của 10 Phật lực, chẳng sợ hãi là tướng của bốn vô sở úy, liễu đạt được hết thảy các pháp là tướng của bốn vô ngại trí, chẳng ai có thể sánh kịp là tướng của 18 bất cộng pháp. Phật dụng tâm vô tướng nên xả hết thảy các tướng ấy. Lại nữa, này chư thiên tử, thương xót chúng sanh là tướng của đại từ đại bi, thấy biết chân thật là tướng của chánh kiến, chẳng đắm trước là tướng của hành xả,
biết rõ hết thảy pháp hiện tiền là tướng của nhất thiết chủng trí. Phật dùng tâm vô tướng nên giải hết thảy các tướng ấy. Này chư thiên tử, vì dụng tâm vô tướng như vậy nên Phật được gọi là đấng vô ngại trí. Luận. Hỏi: trước đây đã nói nhiều về không tướng, vô tướng, tướng, vô tác tướng dẫn đến vô sở hữu tướng, là tướng của bát nhã ba la mật rồi. Này vì sao chư thiên còn hỏi nữa? Đáp: Phật tùy nơi tùy thời tùy căn cơ của chúng sanh để nghe pháp mà thuyết, để chúng sanh được lợi lạc. Có lúc Phật thuyết vô, có lúc thuyết hữu, có lúc thuyết về nhân quả, có lúc thuyết về tội phước, vân vân. Này chư thiên hỏi về bát nhã ba la mật tướng, nên Phật nói mới rộng nói về các tướng của bát nhã ba la mật. Trước đây Phật đã nói bát nhã ba la mật tướng là như mộng như huyễn, tựa như khả đắc có thể được, mà thật chẳng có tướng khả thủ có thể nắm bắt được. Chỉ có chư Phật mới có thể như thật biết về tướng ấy. Chư thiên dù có lợi trí nhưng chẳng thể nào biết rõ được nên mới thưa hỏi Phật như vậy. Phật dạy rằng chư thiên cũng như hết thảy các pháp khác đều là bát nhã ba la mật tướng, là không tướng. Hết thảy pháp đều là không tướng, có nghĩa là hết thảy pháp đều là vô tướng tướng. Đã là vô tướng tướng thì chẳng có các nguyên nhân dẫn sanh thân sau, nên cũng là vô tác tướng vậy. Bởi vậy nên nói ba giải thoát môn không vô tướng và vô tác là ba cửa dẫn vào ba thừa đạo. Đây là cộng tướng của cả ba thừa đạo, vì cả ba thừa đều có nói đến. Ví như ở cả ba thừa đều nói đến pháp tướng là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, đều là vô y trì, là như hư không. Đây cũng chính là bát nhã ba la mật tướng vậy. Cửa không chỉ có một, nhưng tùy người căn trí loại hay độ mà cách vào cửa không có nhiều sai khác. Bởi vậy nên mới phân biệt nói không, nói vô sanh, nói vô diệt, vân vân. Chư thiên tự niệm rằng nếu bát nhã ba la mật là không, là vô sở hữu, thì tướng của bát nhã ba la mật là tướng của hư không. Như vậy làm sao có thể diễn bày được? Vì sao? Vì nếu tướng ấy có thể diễn bày được thì ắt phải là hữu tướng, chẳng phải là vô tướng vậy. Tự niệm như vậy, nhưng vì sợ oai đức của Phật nên chư thiên chẳng dám thưa hỏi. Phật biết rõ tâm niệm của chư thiên nên dạy. Phật thương xót chúng sanh nên dùng thế đế để diễn bày không tướng mà chẳng dùng đệ nhất nghĩa đế. Vì Phật dùng thế đế nên chẳng có gì để nạn vấn cả. Lại nữa, tuy thuyết không mà chẳng thủ chấp không, tuy thuyết thế đế mà chẳng dây lọt vào thế đế nên là đồng một tướng vô phân biệt vậy. Tuy nói bát nhã ba la mật tướng là vô sở hữu, là như hư không tướng mà chẳng có pháp nào mà chẳng vào trong tướng ấy cả, nên nói hết thảy pháp tướng thế gian đều chẳng thể hoại được. Vì sao? Vì hết thảy thế gian, trời, người, Atula cũng đều là tướng ấy cả. Mà tướng thì chẳng thể phá hoại tướng. Ví như lửa chẳng thể diệt được lửa, nước chẳng thể diệt được nước vậy. Dù miệng nói phá tướng cho đến chỗ rốt ráo, nhưng rốt ráo là bất khả tư nghì, là chẳng thể phá hoại được. Phật dạy bát nhã ba la mật là rốt ráo không, là vô tướng, là vô tác. Bởi vậy nên tướng chẳng thể phá hoại vô tướng, tướng cũng chẳng thể phá hoại tướng. Vì sao? Vì các pháp dù phân tán dù tập hợp thì cũng đều là rốt ráo, chẳng tăng chẳng giảm. Rốt ráo chẳng có chỗ phá được. Ví như lấy búa chẻ khúc gỗ lớn ra thành nhiều miếng củi nhỏ thì lượng gỗ vẫn chẳng có tăng giảm. Lại nữa, hết thảy pháp đều chẳng có định tướng nên chẳng thể phá hoại được. Vì như cây do gốc rễ thân cành lá hợp lại mà chẳng có pháp nào nhất định gọi là cây. Hỏi: hết thảy sắc pháp chẳng có tánh giác nên chẳng hay chẳng biết được, còn tâm sở pháp có thể hay biết được các tướng, như vậy vì sao lại nói chẳng hay biết? Đáp: nơi đây Phật nói về thật tướng pháp nên nói sự thấy nghe hay biết của phàm phu đều là hư vọng, do chấp có hữu vì pháp tướng mới có nhân duyên hòa hợp sanh nên nói các pháp là hư vọng chẳng thật có. Nên biết rằng nếu dùng trí để phân biệt các pháp là thường, là vô thường, là không, là tịch diệt, vân vân, thì vẫn chưa đến được chỗ vô sở hữu. Trái lại, nếu như thật biết các pháp thì chẳng cần dùng đến trí dụng, vì trí dụng là trí tướng, mà đã là tướng thì chẳng thể biết tướng, tướng chẳng thể biết vô tướng. Nội tuy có trí mà thật sự là tánh không, ngoại tuy có tướng mà cũng vẫn là tánh không. Nội cũng như ngoại đều chẳng có pháp có thể biết được. Có thuyết nói duyên tướng bên ngoài là vô duyên, chẳng có duyên, nên tướng bên ngoài chẳng phải do trí huệ sanh. Cho nên nói trí tướng chẳng có thể biết được vô tướng, ví như con dao dù rất bén cũng chẳng có thể chém được hư không vậy. Có thuyết nói trí huệ ở bên trong chẳng có định tướng, mà các pháp ở bên ngoài lại có định tướng,
và nói tâm tùy duyên sanh, cho nên nói vô tướng chẳng thể biết được tướng. Ví như nếu chẳng có những dụng cụ như đè cơ sẻ gỗ, thì chẳng sao có thể cơ sẻ khúc gỗ lớn ra làm nhiều tấm ván mỏng được vậy. Tóm lại, thật tướng pháp là vô tướng tướng, hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều là không tướng, là vô tướng tướng, nên đều là bất khả tri, chẳng thể biết được, bất khả đắc, chẳng thể đắc được. Hỏi vì sao nói tướng chẳng vào được vô tướng? Đáp, vì vào chỗ vô tướng là đã ly tướng rồi, mà vô tướng là vô sở hữu xứ, chẳng có xứ sở vậy, bởi vậy nên tướng chẳng vào được vô tướng. Lại nữa, năng tướng và sở tướng đều chẳng có định tướng, do có sở tướng mới có năng tướng và ngược lại. Nếu nói trước đã có năng tướng mà năng tướng lại là vô tướng, chẳng có tướng, thì chẳng thể nào có sở tướng được. Còn nếu nói trước đã có sở tướng mà sở tướng là vô tướng, thì cũng chẳng thể nào có năng tướng được. Cả năng tướng và sở tướng đều chẳng có định tướng, nên các tướng ấy đều chẳng phải là thật tướng. Cho nên nói năng tướng và sở tướng đều là bất khả đắc cả. Như trước đây đã nói, hết thảy các pháp tướng đều là không tướng, là vô tướng. Như vậy là tướng chẳng phải do năm ấm làm ra, chẳng phải do sáu pháp ba la mật làm ra, dẫn đến chẳng phải do nhất thiết chủng trí làm ra. Tướng là vô vi tánh, nên chẳng do pháp nào làm ra, chẳng do người làm ra, dẫn đến chẳng do chư thiên, chư Bồ Tát, chư Phật làm ra. Vì sao? Vì tướng là rốt ráo không, chẳng phải là hữu lậu hay vô lậu, chẳng phải là thế gian hay xuất thế gian vậy. Trước đây nói vô vi tướng nhằm đối trị sự lầm chấp về hữu vi tướng, nay nói vô vi tướng cũng chẳng có định tướng, khiến có nhiều người nghi, nên Phật nói rõ với chư thiên rằng, dù có Phật, dù chẳng có Phật thì các tướng vẫn thường trú. Người biết rõ như vậy là vào được Phật đạo. Lúc bấy giờ hàng chư thiên hoan hỷ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là thậm thâm, tuy chẳng chấp thủ pháp tướng mà vẫn có thể tu hành để thành tựu vô thượng phước quả. Phật dạy, nếu thấu rõ được tánh tướng như vậy là được vô ngại trí, nếu chẳng thấu rõ thậm thâm tánh tướng như vậy thì chẳng có được vô ngại trí. Phật thông đạt vô ngại, thể nhập vào thật tướng pháp, để rồi từ đó rộng thuyết về tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp. Từ não hại tướng, tức là sắc tướng, dẫn đến liễu vi tướng, tức là nhất thiết chủ trí tướng, Phật đã như vậy mà phân biệt ra các tướng. Phàm phu do chấp tướng mà phân biệt ra có các tướng riêng khác, còn phải biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là không tướng, mà không tướng cũng tức là vô tướng. Phật khắp biết rõ thật tướng của hết thảy các pháp, mà thật tướng pháp chính là bát nhã ba la mật tướng vậy. Kinh: Phật bảo ngày tu Bồ Đề, này tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật là mẹ của chư Phật, hay khai thị thế gian tướng, nên Phật y chỉ nơi bát nhã ba la mật, trú trong bát nhã ba la mật, cung kính cúng dường tôn trọng bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì từ nơi bát nhã ba la mật xuất sanh ra chư Phật. Phật biết rõ bát nhã ba la mật đã nhân sanh ra chư Phật, nên nói pháp ấy là pháp tối thượng, chẳng có pháp nào sánh kịp. Do tu tập bát nhã ba la mật mà Phật được vô thượng Bồ Đề, được thành Phật, nên Phật trở lại cung kính cúng dường tôn trọng tán thán và hộ trì pháp ấy. Này tu Bồ Đề, Phật biết rõ hết thảy pháp đều là vô tác tướng, vì chẳng có tác giả làm ra, đều chẳng có tướng sanh khởi, vì đều là bất khả đắc. Này tu Bồ Đề, do nơi bát nhã ba la mật mà Phật biết rõ hết thảy pháp đều chẳng có tướng tạo tác, chẳng có tướng sanh khởi, cũng biết rõ hết thảy pháp bất sanh là vô sở đắc. Bởi nhân duyên vậy nên nói bát nhã ba la mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu bát nhã ba la mật là vô tri giả, chẳng có người biết, là vô kiến giả, chẳng có người thấy, thì làm sao bát nhã ba la mật lại hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng? Phật dạy, đúng như vậy, đúng như vậy. Này tu Bồ Đề, hết thảy pháp chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Thế nào gọi là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được? Này tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, là hư vọng, là chẳng kiên cố, nên là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Vì hết thảy pháp đều chẳng có chỗ y trì, chẳng có gì trói buộc, nên là chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Bởi nhân duyên vậy nên nói bát nhã ba la mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, vì sắc chẳng thể thấy, vì thọ tưởng hành thức chẳng thể thấy, dẫn đến vì nhất thiết trùng trí chẳng thể thấy, nên nói bát nhã ba la mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Ngài tu Bồ Đề, bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao chẳng thấy sắc dẫn đến chẳng thấy nhất thiết trùng trí,
Mà Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay Khai Thị Thế Gian Pháp Tướng. Phật dạy, này tu Bồ Đà, nếu hữu chẳng duyên nơi sắc để sanh phân biệt, chẳng duyên nơi thọ tưởng hành thức để sanh phân biệt, dẫn đến chẳng duyên nơi nhất thiết chủng trí để sanh phân biệt, thì đó gọi là chẳng thấy sắc tướng, dẫn đến chẳng thấy nhất thiết chủng trí tướng. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay Khai Thị Thế Gian Pháp Tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đà, Bát Nhã Ba La Mật hay Khai Thị Thế Gian Không. Thế nào gọi là hay khai thị thế gian không? Này tu Bồ Đà, đó là khai thị năm ấm thế gian không, khai thị 12 nhập thế gian không, khai thị 18 giới thế gian không, khai thị 12 nhân duyên thế gian không, khai thị ngã kiến, cùng 62 kiến chấp thế gian không, khai thị 4 thiền thế gian không, khai thị 4 vô lượng tâm thế gian không, khai thị 4 vô xác định thế gian không, khai thị 37 phẩm trợ đạo thế gian không, khai thị 10 thiện đạo thế gian không, khai thị nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không thế gian không, khai thị hữu vi tánh và vô vi tánh thế gian không, khai thị 10 lực thế gian không, khai thị 18 bất cộng pháp thế gian không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian không. Như vậy gọi là khai thị thế gian không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà phải khai thị thế gian không, biết rõ thế gian không, tư duy thế gian không, phân biệt thế gian không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian không? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian bất khả tư nghì. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian bất khả tư nghì? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian bất khả tư nghì, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian bất khả tư nghì. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian ly. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian ly? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian ly, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian ly. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian tịch diệt. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian tịch diệt? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian tịch diệt, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian tịch diệt. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian rốt ráo không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian rốt ráo không? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian rốt ráo không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian rốt ráo không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian tánh không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian tánh không? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian tánh không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian tánh không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian vô pháp không. Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian vô pháp không? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian vô pháp không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian vô pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian hữu pháp không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian hữu pháp không? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian hữu pháp không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian hữu pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian vô pháp hữu pháp không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian hiện vô pháp hữu pháp không? Này tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ấm thế gian vô pháp hữu pháp không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian vô pháp hữu pháp không. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay Sanh Chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng.
Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị Phật thế gian độc không? Thế nào gọi là hay khai thị Phật thế gian độc không? Này Tu Bồ Đề, đó là khai thị năm ẩm thế gian độc không, dẫn đến khai thị nhất thiết chủng trí thế gian độc không? Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật hay khai thị thế gian pháp tướng, đó là tướng chẳng sanh ở đời này và ở đời sau. Vì sao? Vì các pháp chẳng có tướng dụng sanh ở đời này và sanh ở đời sau vậy. Luận, Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, là nhân duyên xuất sanh chư Phật, cho nên Phật y trì nơi Bát Nhã Ba La Mật, chú trong Bát Nhã Ba La Mật, cung kính cúng dường tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh có nói chư Phật y trì nơi pháp ấy, tôn trọng pháp ấy và lấy pháp ấy làm thầy. Nơi đây Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng pháp ấy chính là Bát Nhã Ba La Mật, pháp ấy chẳng có lỗi lầm, chúng sanh do tà kiến mà khởi phân biệt thiện pháp với bất thiện pháp, nhưng pháp ấy vẫn y nhiên như vậy. Người biết ơn Phật, biết tôn quý thiện pháp thì phải xem pháp ấy là pháp tối thượng, khiến đời này được an vui, liều dành lại ở đời sau lại còn được quả báo túi rượu nữa. Phật dạy hạnh tri ân là cao quý nhất đối với pháp bố thí, pháp trì giới vân vân mà các thiện nam thiện nữ, còn biết tri ân hướng nữa là đối với Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng vì chư thiên tử tự niệm rằng Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, chẳng có định tướng, khiến con người chẳng biết quý trọng, nên Phật dạy rằng ta là đấng tối thượng trong ba cõi, thế nhưng ta còn cung kính cúng dường tôn trọng tán thán Bát Nhã Ba La Mật, hướng nữa là các hàng trời người. Lại có người nghi rằng Phật xem thế gian tướng là như hư không tướng, chẳng nên chấp đắm. Như vậy vì sao Phật lại tham đắm Bát Nhã Ba La Mật, lại cung kính cúng dường tôn trọng Bát Nhã Ba La Mật? Bởi vậy nên Phật dạy, ta chẳng có tham tâm mà chỉ dùng phương tiện phân biệt các pháp thiện ác, các pháp có được dụng nhiều hay ít để chỉ cho chúng sanh biết rõ Bát Nhã Ba La Mật có oai lực tiêu trừ hết các hí luận, tận diệt hết các khổ, khai mở đạo nhất thừa, có vô lượng công đức. Bởi vậy nên ta cung kính cúng dường tôn trọng tán thán Bát Nhã Ba La Mật. Ví như người dẫn đường biết rõ con đường nào tốt, chẳng có hoạn nạn nên vẫn thường nhớ nghĩ đến con đường ấy, nhằm hướng dẫn đoàn người đi theo mình được an toàn. Cũng như vậy, Phật biết rõ hết thảy pháp đều là vô tác tướng, đều chẳng có tác giả làm ra, đều là rốt ráo không, nên đã dùng được phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nhằm dẫn dắt chúng sanh vào nơi thật pháp tướng. Ngài Tu Bồ Đề nêu lên câu hỏi: nếu hết thảy pháp đều là động tướng, đều chẳng thể biết, chẳng thể thấy, thì làm sao Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh chư Phật khai thị thế gian pháp tướng? Phật dạy, hết thảy pháp chẳng thể biết, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không, đều là hư vọng, đều chẳng kiên cố. Lại nữa, vì hết thảy pháp đều chẳng có chỗ y trì, đều chẳng có gì trói buộc. Bởi nhân duyên vậy, nên Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Hành giả phá hết thảy các pháp tướng mới nhập vào được pháp không. Ví như nếu chấp có thì khi phá pháp tướng sẽ thấy không, nhập vào pháp không. Nếu chấp thường thì khi phá pháp tướng sẽ thấy vô thường, nhập vào pháp không. Nếu chấp thật thì khi phá pháp tướng sẽ thấy rốt ráo tận, nhập vào pháp không. Nếu chấp ngã thì khi phá pháp tướng sẽ thấy vô ngã, nhập vào pháp không. Nếu chấp nhất thiết chủng trí thì khi phá pháp tướng sẽ thấy rốt ráo ly nhất thiết chủng trí, nhập vào pháp không, vân vân. Như vậy là hết thảy các pháp tướng đều nhập vào không tướng. Bởi vậy nên nói hết thảy các pháp đều chẳng có chỗ trú, chẳng có chỗ y trì, chẳng có bị ràng buộc, chẳng có bị lệ thuộc, nên là bất sanh bất diệt. Cũng do vậy mà nói thật pháp tướng chẳng bị trói buộc trong ba cõi. Vì sao? Vì ba cõi là hư vọng, là chẳng thật có. Do ba cõi đều là hư vọng nên nói hết thảy pháp đều là vô tri giả, vô kiến giả, tức là chẳng có người biết, chẳng có người thấy vậy. Bởi nhân duyên vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật hay sanh chư Phật hay khai thị thế gian pháp tướng. Ở nơi đây, Phật muốn nêu lên các nhân duyên cho thấy rằng ở nơi thể tánh, các pháp chẳng có sanh duyên thức, dẫn đến chẳng có sanh duyên nhất thiết chủng trí. Như vậy gọi là chẳng biết chẳng thấy hết thảy các pháp vậy. Hỏi: thức chẳng sanh sắc, này vì sao lại nói sắc chẳng sanh thức? Đáp: vì tướng não hạ là tướng của sắc. Thế nhưng do nơi thức mới phân biệt các pháp tướng, phân biệt các pháp do các duyên hòa hợp sanh. Ví như do duyên thân xúc trần
mà phân biệt biết đất có tướng cứng, lửa có tướng nóng, gió có tướng di động, vân vân. Như vậy là chẳng thể rời thân thức mà biết được tướng của các pháp vậy. Tuy nhiên khi vào trong bát nhã ba la mật rồi thì sẽ biết rõ các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh. Vì do nhân duyên hòa hợp sanh nên hết thảy các pháp từ sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí đều là tự tánh không, đều là vô sở hữu. Như vậy là bát nhã ba la mật khai thị thế gian pháp tướng không. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật khi quán các pháp, dù lớn dù nhỏ, dù ở trong dù ở ngoài, đều biết là rốt ráo không. Như vậy gọi là bát nhã ba la mật khai thị thế gian pháp tướng không. Khi Phật khai thị thế gian không, có người nghĩ rằng Phật còn chấp trước pháp, họ nghĩ rằng Phật thuyết bát nhã ba la mật khai thị thế gian không, mà chẳng phải thật tướng pháp là thường không như vậy. Phật biết rõ tâm niệm của họ nên dạy rằng ta chẳng ái pháp, nên ta biết rõ hết thảy các pháp tướng trước sau chỉ do tư duy chủ lượng mà có, thật chẳng có pháp nào xuất sanh từ không cả. Phật lại dạy, chẳng phải do đọc tụng, chẳng phải do nghe người khác nói mà ta thuyết như vậy. Ta dùng trí huệ bát nhã ba la mật tư duy phân biệt mới khai thị thế gian pháp tướng không. Lại nữa, trong chúng hội có người nghĩ rằng chỉ có bát nhã ba la mật là rốt ráo không. Phật biết rõ tâm niệm của họ nên dạy rằng bất khả tư nghỉ cũng là rốt ráo không, cũng là bất khả đắc. Rốt ráo không còn được gọi là ly, là tịch diệt, vân vân. Ly nói ở đây có nghĩa là phân tán cho đến chỗ rốt ráo không, chẳng còn gì để phân tán nữa. Khi đã vào được nơi rốt ráo không là ly được các tâm và tâm sở pháp, ly được ngôn ngữ văn tự, như vậy gọi là tịch diệt. Hỏi vì sao nói hết thảy các pháp đều là tự tánh không? Đáp, vì nếu còn phân biệt nói có 18 không là còn có sự đối đãi giữa các pháp. Ví như nói nội không là do y vào nội pháp mà nói. Nếu chẳng có sự phân biệt giữa nội pháp và ngoại pháp thì chẳng nói đến nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không cũng là như vậy. Ở đoạn kinh trên đây có nói đến độc không. Nói độc không là chẳng phải do nhân duyên đối đãi mà nói. Độc không là như hư không, là như pháp tánh thật tế vậy. Có người chấp có đời này mà chẳng có đời sau, như vậy là tà kiến đoạn vào đoạn diệt. Có người chấp có đời này, chấp có thần thường trú sẽ nhập vào thân ở đời sau, như vậy cũng là tà kiến đoạn vào thường kiến. Bát nhã ba la mật đi chấp cả hai bên, bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật là trung đạo đế. Tuy nói không mà chẳng chấp không nên Bồ Tát mới có thể vì chúng sanh mà thuyết về tội phước. Tuy nói tội phước mà chẳng đoạn vào thường kiến nên Bồ Tát ở nơi không mà vẫn vô ngại. Nơi đây Phật thuyết hết thảy các pháp rốt ráo không mà chẳng chấp đời này đời sau, chẳng chấp thường, chẳng chấp đoạn vậy. Kinh: Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật vì đại pháp sự mà khởi, bát nhã ba la mật vì bất khả tư nghỉ sự mà khởi, vì bất khả xứng sự mà khởi, vì bất khả lượng sự mà khởi, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghỉ sự, vì bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật vì đại pháp sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật vì bất khả tư nghỉ sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghỉ sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể nghĩ bàn được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật vì bất khả xứng sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả xứng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể tư duy xứng lượng được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật vì bất khả lượng sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả lượng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể suy lượng được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật vì bất khả lượng sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, bất khả lượng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể suy lường được. Các pháp sự ấy là Phật pháp, là Như Lai pháp, là tự nhiên trí pháp, là nhất thiết trí pháp. Thế nào gọi là bát nhã ba la mật vì vô đẳng đẳng sự mà khởi? Này Tu Bồ Đề, vô đẳng đẳng sự của chư Phật là các pháp sự mà chẳng ai có thể sánh ngang bằng được. Hết thảy chúng sanh chẳng ai có thể sánh ngang bằng Phật được.
Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chỉ có Phật Pháp Như Lai Pháp, tự nhiên trí Pháp, nhất thiết trí Pháp là bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng chăng? Phật dạy đúng như vậy, này Tu Bồ Đề. Chẳng phải chỉ có Phật Pháp Như Lai Pháp, tự nhiên trí Pháp, nhất thiết trí Pháp là bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, mà sắc cũng là bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, mà sắc cũng là bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng vậy. Thọ tưởng hành thức dẫn đến nhất thiết trùng trí, pháp tánh pháp tướng cũng đều là như vậy. Bởi vậy nên các tâm và tâm sở đều là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề, sắc bất khả tư nghỉ, sắc bất khả xứng, sắc bất khả lượng, sắc vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết trùng trí bất khả tư nghỉ, nhất thiết trùng trí bất khả xứng, nhất thiết trùng trí bất khả lượng, nhất thiết trùng trí vô đẳng đẳng cũng là bất khả đắc. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sắc bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là bất khả đắc, dẫn đến vì sao nhất thiết trùng trí bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là bất khả đắc? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, vì sắc tướng là chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể tư duy xứng lượng được, chẳng thể suy ngưỡng lượng được, chẳng có gì sánh bằng được, nên là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết trùng trí tướng cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Bất khả tư nghỉ dẫn đến vô đẳng đẳng là khả đắc có thể được chăng? Sắc dẫn đến nhất thiết trùng trí là khả đắc chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng phải là khả đắc vậy. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, hết thảy các pháp đều là bất khả tư nghỉ, dẫn đến đều là vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, Phật Pháp bất khả tư nghỉ nên cũng là bất khả tư nghỉ tướng, dẫn đến Phật Pháp là vô đẳng đẳng nên cũng là vô đẳng đẳng tướng. Này Tu Bồ Đề, bất khả tư nghỉ có nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn được, bất khả xứng có nghĩa là chẳng thể xứng lượng được, bất khả lượng có nghĩa là chẳng thể so lượng được, vô đẳng đẳng có nghĩa là chẳng thể sánh bằng được. Này Tu Bồ Đề, Phật Pháp bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng là như hư không, bất khả tư nghỉ, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Này Tu Bồ Đề, Phật Pháp là bất khả tư nghỉ, dẫn đến là vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, trời người Atula chẳng thể nghĩ bàn được. Đức Phật thuyết xong phẩm này thì có 500 vị tỳ kheo và 20 vị tỳ kheo ni, chẳng còn thọ hết thảy pháp, được lậu tận, được tâm giải thoát, chứng quả vị A-la-hán, lại có 6 vạn ưu bà tắc và ưu bà di ra địa trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh, lại có 20 vị đại Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn và sẽ được thọ ký ngay trong hiển kiếp. Luận, ngài Tu Bồ Đề do đã thâm giải bát nhã ba la mật tướng nên ở nơi hết thảy pháp chẳng còn chấp trước, được vô ngại sanh tâm hoan hỷ. Ngài bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật vì đại pháp sự, vì bất khả tư nghỉ sự, bất khả xứng sự, vì bất khả lượng sự, vì vô đẳng đẳng sự mà khởi. Phật ấn chứng lời ngài Tu Bồ Đề và giải thích rộng thêm, khiến ngài Tu Bồ Đề cùng chúng hội đều hoan hỷ tín thọ. Một, đại pháp sự. Đại pháp sự của chư Phật là cứu độ hết thảy chúng sanh khỏi các khổ đau ách nạn, được ban phát cho chúng sanh vô lượng Phật pháp, chẳng xả bỏ hết thảy chúng sanh. Hai, bất khả tư nghỉ sự. Đại pháp sự của chư Phật là bất khả tư nghỉ, chẳng có chúng sanh nào có thể nghĩ bàn được. Phật dạy rằng, vì thương xót chúng sanh, vì muốn cứu độ chúng sanh mà chư Phật ở khắp trong mười phương thường dùng bình đẳng pháp để dìu dắt chúng sanh đến niết bàn, như vậy gọi là bất khả tư nghỉ sự. Lại nữa, có nhiều vị Bồ Tát đã được vô sanh pháp nhẫn rồi mà vẫn chẳng ly chúng sanh, chưa vội nhập niết bàn. Chư vị đại Bồ Tát ấy dù đã vĩnh viễn ly dục mà vẫn thị hiện thọ năm dục để phương tiện hóa độ chúng sanh. Các ngài phát đại thệ nguyện thọ sanh thân là những việc rất khó làm, như chịu khổ thay cho chúng sanh, xả thiền định lạc để cùng sống chung với chúng sanh, đồng sự với kẻ ác để phương tiện giáo hóa họ, vào trong pháp hội để hướng dẫn chúng hội, vân vân, như vậy gọi là bất khả tư nghỉ sự. Hết thảy chúng sanh, chẳng có ai có thể nghĩ bàn được về các đại pháp sự bất khả tư nghỉ của chư Phật và của chư đại Bồ Tát. 3. Bất khả xứng sự. Đại pháp sự của chư Phật là bất khả xứng, chẳng có chúng sanh nào có thể tư duy xứng lượng được. Bát nhã ba la mật khai thị thật tướng pháp là trí huệ thâm diệu, chẳng phải như trí huệ thế gian cạn cợt thô thiển.
Bát nhã ba la mật quảng đại rộng mênh mông, chẳng phải như trí huệ thế gian thiển cận hẹp hòi. Bát nhã ba la mật đem lại đại lợi ích cho chúng sanh, khi tu chưa thành thì cũng được vô lượng phước báo ở cõi trời cõi người, khi tu viên mãn rồi thì được nhất thiết chủng trí, được quả vị Phật. Chư Phật và chư Đại Bồ Tát dùng trí huệ bát nhã ba la mật hành các pháp sự, hết thảy chúng sanh chẳng có ai có thể tư duy xứng lượng về các pháp sự bất khả xứng của chư Phật và của chư Đại Bồ Tát. 4. Bất khả lượng. Đại pháp sự của chư Phật là bất khả lượng, chẳng có chúng sanh nào có thể suy lượng được. Vì sao? Vì dù là thường là vô thường, là thật là hư, là hữu là vô, vân vân, thì các pháp bản lai cũng vốn là vô tướng nên là bất khả lượng, chẳng thể so lường được vậy. Lại có thuyết nói rằng chấp tướng là có hạn lượng, chẳng có chấp tướng là chẳng có hạn lượng, là vô lượng vậy. Bát nhã ba la mật chẳng có chấp tướng nên nói bát nhã ba la mật là bất khả lượng. Lại nữa, ngài tu Bồ Đề thường hành bốn vô lượng tâm nên nói bát nhã ba la mật là bất khả lượng. Lại nữa, trí huệ thế gian của phàm phu, trí huệ của hàng nhị thừa là có hạn lượng, còn trí huệ của Phật và chư Đại Bồ Tát là vô hạn lượng nên nói bát nhã ba la mật là bất khả lượng. Hết thảy chúng sanh chẳng ai có thể suy lượng về các pháp sự bất khả lượng của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. 5. Vô đẳng đẳng sự. Đại pháp sự của chư Phật là vô đẳng đẳng, chẳng có chúng sanh nào có thể sánh kịp, chẳng có thể ngang bằng được. Pháp sự vô đẳng đẳng nói ở đây cũng có nghĩa là pháp Niết Bàn, là bát nhã ba la mật. Pháp Niết Bàn là vô đẳng đẳng, chẳng có pháp hữu vi nào có thể sánh kịp. Thế nhưng nên biết ở cả ba thừa đều có Niết Bàn, đó là Niết Bàn Thanh Văn Thừa, Niết Bàn Bích Chi Phật Thừa và Niết Bàn Phật Thừa, cũng còn gọi là Niết Bàn Đại Thừa. Niết Bàn Đại Thừa là trên hết, chẳng có Niết Bàn nào sánh kịp. Bởi vậy nên nói Niết Bàn Đại Thừa là vô đẳng đẳng. Bát nhã ba la mật đem lại đại lợi cho chúng sanh, chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật là vô đẳng đẳng. Bát nhã ba la mật là pháp vi diệu đệ nhất, chẳng có pháp nào có thể sánh kịp. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật là vô đẳng đẳng. Với phương tiện lực bát nhã ba la mật, hành giả có thể nhập vào nơi thật tướng pháp trong tất cả các pháp quán, thì pháp quán về thật tướng pháp và tánh không là tối diệu, phá được lưới tà kiến chấp. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật là vô đẳng đẳng. Bồ Tát được pháp quán bình đẳng này nên thường khởi đại bi tâm cứu độ hết thảy chúng sanh, như vậy gọi là vô đẳng đẳng sự. Phật dạy bát nhã ba la mật vì các đại pháp sự bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng mà khởi. Các đại pháp sự đó là Phật pháp, Như Lai pháp, Tự Nhiên Trí pháp, Nhất Thiết Trí pháp. Tất cả bốn pháp nêu ở đoạn kinh trên đây đều là Phật pháp cả. Sở dĩ có bốn tên gọi như vậy vì Phật cũng được gọi là đấng Như Lai, là đấng Tự Nhiên Trí, là đấng Nhất Thiết Trí. Vì Phật có vô lượng công đức nên ngoài bốn danh hiệu này, Phật còn có vô lượng danh hiệu khác nữa. 1. Phật pháp. Phật pháp là pháp của Phật. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, biết rõ các pháp ở quá khứ, ở hiện tại cũng như ở vị lai. Phật là tiếng gọi tắt của Phật Đà. 2. Như Lai pháp. Như Lai pháp là pháp của đấng Như Lai. Như Lai là như pháp tướng, hiểu như pháp tướng, diễn nói theo như pháp tướng, nương theo thật tánh như như mà đến. Phật đã tu 6 pháp ba la mật trong vô lượng kiếp nên thể nhập vào như pháp tướng, tức là đã như thật biết thật tướng các pháp. Bởi vậy nên Phật được gọi là đấng Như Lai. 3. Tự Nhiên Trí pháp. Tự Nhiên Trí pháp là pháp của đấng Tự Nhiên Trí. Phật tự mình tìm đạo giải thoát được Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Chủng Trí. Bởi vậy nên Phật được gọi là đấng Tự Nhiên Trí. Các vị Bích Chi Phật cũng có được tự nhiên trí, chẳng theo người khác học đạo. Thế nhưng Bích Chi Phật chưa được đầy đủ Nhất Thiết Trí và Nhất Thiết Chủng Trí như Phật. Còn hàng thanh văn thì do nghe Phật thuyết pháp rồi y chỉ nơi đó tu hành mà chứng đạo. 4. Nhất Thiết Trí pháp. Nhất Thiết Trí pháp là pháp của đấng Nhất Thiết Trí. Phật biết rõ hết thảy các pháp hữu vi và vô vi, quá khứ cùng hiện tại và vị lai, biết rõ hết cả ba cõi vân vân, chẳng có pháp gì mà Phật chẳng biết nên Phật được gọi là đấng Nhất Thiết Trí. Ngài tu Bồ Đề sợ các Bồ Tát sơ phát tâm sanh tâm chấp pháp, cho là chỉ Phật pháp, Như Lai pháp, Tự Nhiên Trí pháp, Nhất Thiết Trí pháp mới là bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, nên ngài bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có Phật pháp, Như Lai pháp, Tự Nhiên Trí pháp, Nhất Thiết Trí pháp mới là bất khả tư nghì, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng chăng?
Phật dạy hết thảy các pháp đều là bất khả tư nghị, dẫn đến đều là vô đẳng đẳng cả. Phật pháp bất khả tư nghị, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng, là như hư không, bất khả tư nghị, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Do Phật pháp bất khả tư nghị dẫn đến vô đẳng đẳng như vậy, nên hết thảy thế gian, trời, người, Atula chẳng có thể nghĩ bàn được vậy. Hỏi: vì sao số tỷ kheo ni được lậu tận A-la-hán quá ít như vậy? Đáp: ở pháp hội này, Phật thuyết bát nhã ba la mật là pháp thập thâm vi diệu, bất khả tư nghị, bất khả xứng, bất khả lượng, vô đẳng đẳng. Phải là những vị lợi căn thượng trí đã từ lâu gieo trồng thiện căn mới thâm tín giải được pháp này. Bởi vậy nên tùy theo căn trí mà sự chứng đạo có nhiều sai khác. Hằng yêu bà tắc và yêu bà di vì còn phải vướng bận việc đời, nên chỉ xa lìa trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh mà thôi, chẳng có vị nào được lậu tận cả. Trong hàng tỳ kheo tăng có rất nhiều vị lợi căn thượng trí, nên cũng có rất nhiều vị chứng quả vị lậu tận A-la-hán. So với các tỳ kheo tăng, thì số tỳ kheo ni được lậu tận A-la-hán rất ít. Vì sao? Vì tuy có thâm tín bát nhã ba la mật, nhưng đa số tỳ kheo ni chưa có lợi căn lanh lợi vậy. Trong kinh nói, sau thời Pháp có 500 vị tỳ kheo tăng được lậu tận A-la-hán, mà chỉ có 20 vị tỳ kheo ni được quả vị này mà thôi. Riêng trong hàng Bồ-Tát có 20 vị, do trong vô lượng kiếp đã gieo trồng thiện căn, đã tu tập 6 Pháp Ba-la-mật, nên vừa nghe xong thời Pháp để được vô sanh Pháp nhẫn, chỉ vị Đại Bồ-Tát này sẽ được Phật thọ ký ngay trong hiển kiếp. Có thuyết nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ thọ ký cho chư vị Bồ Tát này ngay trong hiển kiếp, nhưng ở các thế giới của các Đức Phật khác. Hết quyển 70.